À, chúc đại gia đình chúng ta an lạc về về đạo phật. À, cái đạo tràng à, cộng tu chủ nhật à, à, trên không chung của chúng ta bây giờ à, càng ngày càng phát triển à, từng nhóm người à, tập trung lại à, từng nhóm từng nhóm để mà cộng tu rất là đông đây là đa dạng quý vị từ một người hai người lên tới à, trăm người à, rất là nhiều nhé gia đình à, à, năm bảy người mười mấy người đa dạng à, có những đậu tràng hơn hơn cả trăm người giống như à, hôm nay đậu tràng của Đức Thọ Phước Tịnh được tập trung tu rất là đông à, chúng ta cho vào pháo tay ha ừ. chắc là tu xong à, ăn cơm phước tịnh hát hai cái bài các cổ đồ tặng cho đậu trạng đồ ý à. Nên... biết rằng là ngày chủ nhật cộng tu là ngày mà nhiều người à, lúc trước hưởng ứng cái chương trình cộng tu ở chùa Hộ Pháp là vì sao vui vẻ à, cả từng lễ của người ta làm việc nó à, nhiều cái áp lực ta đến chùa là để à, xả chết và nhẹ nhàng tu hành an lạc vui vẻ có nụ cười thấy không? thì người ta mới thích đến còn nếu như mà từng nào đến cũng mà nó không có nụ cười hết thì người ta sẽ không đến nhớ kỹ nha nên là ông phước tịnh tại sao mà ông đi đâu ông cũng tập trung đông quá tại vì ông cho tu xong rồi à, ông hát rồi cho nghe <laughs> nên mai mốt mấy cái đậu chàng ví dụ như là diệu thấm ở cái bè rồi mới hát lên à, tu xong mới hát cho anh ta và đòn và chuyển đâu nè nha cũng phải <laughs> mình không ca cổ được thì mình ca con cò bé bé luôn <laughs> nên mà, nghĩa là cái cái đặc biệt nhất là vui có nụ cười rồi quản quý rồi ha à, đó, cũng tập trung à, niệm phật đây phú yên nè quản quý phú yên đội tràng phú yên ha. Đó, nghĩa là rồi đội tràng ai với đậu phật bình định đi ha mấy thằng trai nhỏ nhỏ này cũng giỏi lắm nha lễ vật rồi đặc biệt là nhóm cô liên thu thành phố ừ. rồi cái gì nguyễn huệ nguyễn thị huệ nguyễn thị quê vậy đó ừ. <laughs> Nào, rồi nguyễn huệ rồi nó nghĩa là nhiều lắm quý vị diệu tịnh đồ tập trung từng nhóm từng nhóm người rồi cái gì nhiều lắm À, nhóm 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 người mà tập trung này nhớ kỹ là đây là cái đạo tràng trên không trung đặc biệt thù thật mà căn tính nào cũng có thể vào để mà tu tập có được sự an lạc mỗi ngày thì dụng công tu tại gia tại nhà mình điều ren bây giờ nhiều người dụng công tu tăng lên có khi những người lúc trước một thờ hai thờ Bữa nay tăng thêm ba thờ Bốn thờ, năm thờ, sáu thờ Nghĩa là giờ nào rảnh là vô tu Nghĩa là như Đức đưa lên cái thời gian tu Rất khỏe Rất an lạc Nên à, uh, Cái tu an lạc người ta mới Hưng khởi vì nhớ nghe Thí dụ như bây giờ một cái đạo tràng ban đầu một hai người từ từ Vài trăm người, vài ngàn người Nghĩa là cái phương pháp tu đó đạt kết quả còn nếu như một cái đầu chàng dài ngàn người mà tu từ từ còn có dài trăm người từ từ mất tiêu luôn là phương pháp tu mình thất bại dù mình đưa cái cách của phật của bồ tát hay của tổ sư gì không biết mà vào tay mình mà vậy là cái như là mình tiêu tiêu điều rồi giống như đời của cha mẹ thì thì gọi là thịnh vượng mà tới đời con thì suy si tàn thì dù mình có thông minh mình có nói giỏi cỡ nào cũng là thất bại Ha. nên quý vị biết rằng là phật pháp cái đặc biệt hay chỗ này là quý vị quý vị học nhiều học ít gì cũng biết nhưng mà cái món ăn quý vị đưa ra truyền tải từ lời phật lời tổ mà tới tay quý vị truyền tải cái món ăn nhân sinh này mà con người ai cũng có thể tiếp nhận được thì quý vị đạt quý vị thành công ha. giống đang bị kinh doanh thôi vì làm sao không biết nhưng mà quý vị đưa sản phẩm ra người ta tiếp nhận được là hay rồi là quý vị thấy quý vị thành công gì mặt kinh doanh còn cái chuyện tu hành quý vị đưa phương pháp của phật của tổ ra mà người ta chịu tiếp nhận người ta tu là thành công nó quý vị phải nhớ rằng cái áp dụng làm sao mà người ta tiếp nhận được nên những đức nói rằng tất cả những người đem tịnh độ giới thiệu ví dụ như đức thọ hay là phước tịnh hay cái gì này kia rồi đi là mình phải làm sao truyền tải các pháp môn tịnh độ này tiện tu nhất tiện tu và dễ tu nhất để cho người nào cũng tu được và nhớ kỹ là mỗi một con người có nhân duyên đem pháp môn tịnh độ đi truyền bá tuyệt đối không có đối lập lại với nhau không đụng với nhau mỗi người có nhân duyên độ xanh thí dụ như có những người nhân duyên độ xanh người ta đem hộ niệm người ta giới thiệu có những người mình đem pháp môn tịnh độ này mình đem pháp tu giới thiệu tuyệt đối không bao giờ đụng chạm với nhau có nghĩa là ai thích đi môn nào thì đi ai thích niệm phật cách nào thì niệm miễn làm sao quý vị cảm thấy an lạc đó là cái đặc biệt nhất và như đức khuyên quý vị cái đặc biệt của một người niệm phật cầu sanh cực lạc là chúng ta không có đặt vấn đề gì ở cái cõi đời này gọi là mình ngưỡng mộ một người nào ở cõi này mà giống như mà gọi cái danh xưng sinh Đối với ca sĩ đâu là Là thần tượng đó Không có vụ này Chúng ta chỉ có thần tượng với ai Với Đà Phật, với thế giới cực lạc thôi Đây mới là mục tiêu thật sự Người tu hành Cầu sanh cực lạc mình Nhớ kỹ điều này nghe Không có thần tượng bất cứ một con người nào ở cõi này Mình chỉ là cảm ơn Họ đã đem tịnh độ giới thiệu cho mình Mình muốn trả ơn cho họ chỉ có đúng đời này mình phải chăng thật niệm Phật để về thế giới cực lạc để trả ơn cho họ thôi còn thần tượng chỉ có ai như đà Phật và thế giới cực lạc đây là chỗ cực kỳ quan trọng vì nhớ chỗ này là chỗ quan trọng lắm và không bao giờ đối lập với người niệm Phật cách này cách kia cách nào mọi người có nhân gì chúng ta cái duy trì cái cách tu của mình cảm thấy đó là mình áp dụng được còn nếu như mình áp dụng mà không được an lạc thì vị cứ tìm cách nào tu mà an lạc thì vị cứ tu nhưng nhớ kỹ rằng chúng ta bữa nay đi con đường này thấy không phù hợp ngày mai chúng ta đi con đường khác đó là chuyện của quý vị nhưng tuyệt đối đừng bao giờ đã đi con đường này rồi đi con đường khác mà lại đi đập con đường này đó là cái thất bại của chúng ta nhớ kỹ vì ai biết đâu một ngày nào mình sẽ trở lại con đường này hay sao có những người rất là lạ mình có thể đi con đường này 5 năm 7 năm nhưng mà tự nhiên gặp con đường nào mới có một hai tháng thì đập con đường 5 năm 7 năm chúng ta chưa biết được con đường một hai tháng này nó là sao đâu nên đừng có dọ vàng đập con đường 5 năm 7 năm kia Nên chúng ta Niệm Phật là tốt rồi Nếu như quý vị cảm thấy rằng Mình phương pháp này tu mình không phù hợp Thì mình có quyền tu phương pháp khác Nhưng tuyệt đối đừng bao giờ đối lập Hoặc là chúng ta khi chuyển qua cách tu khác Lại phỉ bán cách tu kia Đó là cái thất bại Nên những đức khuyên những người trưởng đoàn Phải có cái tầm nhìn xa phải có góc độ gì đó, Để cho những con người đi theo mình tu chung. Người ta nhìn mình có cái tâm độ lượng. Nhìn mình có một cái tâm gọi là Rộng rãi độ lượng chút Để người ta theo mình ta tu vì thấy những đức bao nhiêu tai tiếng không Mà người ta vẫn tu chung với những đức à Chỉ đúng có một cái gì Bản thân con người ai cũng có cái sai Và cái sai mình dám chấp nhận Mình sai mình sửa đổi Những đức nói với vị biết rằng Trong cõi đời này Đa phần ai cũng có cái sai Nhưng có những loại sai mà giấu giết cái này mới là sai quý vị phải cố gắng nè. Cố gắng để tiêu trừ cá nhân đó. Còn có những loại sai mà mở rộng ra là như thế nào gọi là sám hối là nói ra đó là phơi bài luôn. Thì cái sai này của người ta sẽ được nhiều người giúp cho người ta tiêu nghiệp. Nhiều người giúp ta tiêu nghiệp là chửi bớ hoặc nói này nói kia đập đánh dặm tá lã âm binh đó. Để làm chi? Cái này là một phương pháp giúp cho người ta tiêu nghiệp rất mau và có những loại sai mà quý vị tự giấu giếm, cắt giấu và bảo vệ nó lại, đó là cái cực kỳ nguy hiểm. Có khi quý vị sẽ đi xuống địa ngục luôn, chứ không phải chuyện dẫn chơi ở đâu. Nên cái người niệm Phật của chúng ta cầu sanh cực lạc phải có tâm kiên cường rất mạnh mẽ, đó là gì? Dù có sai gì mình cũng niệm Phật để cầu sanh cực lạc. có sai cỡ nào cũng là quyết tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc phải có một sự dũng mạnh gan dạ để quyết chí đời này về thế giới cực lạc quý vị nhớ kỹ sai chưa đáng sợ đáng sợ nhất là không nhìn được cái sai để mà quay đầu Đó, nên nhớ cái điều này nên mỗi một con người mình gặp được Phật pháp là quý lắm nhất là pháp môn niệm Phật này nè bây giờ cái cách tu này mà tại nhà mình đều tu được này cái này tuyệt vời nè quý vị bây giờ những đức nói với vị nghe nếu như bây giờ lâu lâu mình đi đến Đạo tràng mình tu một bữa Sáu ngày sau Mình mới tu một bữa nữa Những đức hỏi quý vị Có ai mà ăn một buổi Mà sáu ngày mới ăn nữa không Không có đâu Chúng ta đặc biệt là bây giờ là Mỗi tuần chủ nhật mình tập trung nhớ Mình mình tu được, mình tu Còn nếu không tại nhà mình tu Còn nếu ngày nào mình cũng tu Đây gọi là món ăn điều điều Đó, Món ăn điều 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 điều, điều. một từng ăn điều điều tới chủ nhật nâng cấp ăn đó là tập trung đông người để cùng tu mà quý vị phải cẩn thận khi tập trung đông người khi tu xong rồi sẽ thị phi nè mấy bả thị phi nè đó à, vị kỹ nghe nè nè, nè, nè đạo tràng của đức thọ được coi nè mấy bả hàng trăm mấy chục người này nè mấy bả tu hai tiếng mấy xong một chút bả ra nè và cỡ áo tràng ra bả đi nghiêu ngao này nghe rồi bắt đầu mấy bả nhóm nhóm mấy bả thị phi nè nó lúc đó quý vị mới biết rằng quý vị có giữ được cái tâm của năm sáu ngày mình tu đó mà bây giờ mình đụng độ nè đụng nhóm nè hay bà tập trung lại nè bà nhiều chuyện ít bà nhiều chuyện nhiều bà không nhiều chuyện bà thì cảm thấy bực bội bà không bực bội bà cảm thấy nói được thì nói hô hà bà không nói được thì tức đó đó là lúc quý vị có công phu hay không là lúc này nè lúc mà khi năm sáu ngày tu là dưỡng tâm có định hay không chứ định là không nhiễm khi gặp độ rồi mình có giữ được tâm mình hay không chứ không phải giỡn đâu nghe quý vị có khi đông người ngồi xuống một cái nói chuyện là nói cái gì phải không nói lập lời nói người này cũng cho tôi đúng người kia cũng cho tôi đúng nên hai bên đụng nên khi mà tập trung đông người này quý vị mới xem lại cái tâm tu của mình lúc đó mới biết đó còn năm sáu ngày kia là tu có một nè nên giữ được rồi coi chừng cái ngày mà vô đậu tràng này tưởng đâu giữ dằn lắm mà coi chừng cái ngày này nó phá sập nhất hết trơn cho gì biết á nó hết sức là cẩn thận tại vì nhiều người thì họ đem nhiều chuyện bà thì nói chuyện này ông thì nói chuyện nọ chuyện kia tùm lum coi chừng nó nghe quý vị cẩn thận đó rồi một chút nè khi mà tu xong á bắt đầu quốc tịnh ông hát ông bắt nhạc rap lên bắt đầu vỗ tay được ôm sông mà như vậy đó mà quý vị biết rằng chúng sanh cái cõi này nó vui nhưng mà phải hết sức là cẩn thận thấy không nên từ tới đó cái gì cũng vậy, chung chung thôi những đức hồi xưa cũng chơi quá đà mà nó nó ra đây luôn nè thấy chưa nó bây giờ nên những đức phi quý vị là vui thì vui nhưng mà phải giữ lâu dài thấy không mình đã kinh nghiệm rồi nó, những đức từ trên núi cao nó rớt xuống Bây giờ ngồi có một mình rồi thấy chưa Bây giờ muốn hát cũng không ai hát cho nghe Thấy <laughs> không? Bữa nào đủ phước tỉnh gì Ông hát cho những đức uh, nghe coi Nên từ nơi đó Mọi vị thấy chưa đó Tôi là kinh nghiệm nè Từ trên cao tôi rớt xuống nè Giờ tiếp tục niệm Phật nữa đó Nà, Dưới đất tôi hướng dẫn xong rồi Bây giờ tiếp tục tôi lên chờ Không chung đâu trời không chung phải không Giờ mỗi ngày phải không Duy trì tu tập Lễ vật năm cháu thờ đâu nhưng mà phải làm sao lễ ra cái tâm của mình Thấy mình có lỗi lầm Thấy mình có sai Để bản thân mình hoàn chỉnh lại Chính mình đó mới là thành công Thật sự mà nói Tu hành mà không thấy mình có sai Là có chừng mình kiêu ngạo ngã mạng đó nghe quý vị nó Quý vị biết rằng Thánh Hiền xưa nay Ai cũng từ có sai Dấp ngã mà đứng lên trở thành Thánh Hiền Trong có vị Thánh Hiền nào mà Từ khi sinh ra mà không có cái gì sai chứ Họ đều có sai nhưng mà họ đứng lên được trong cái giáp ngã đó đó rồi họ trở thành cái kiên cường bất quốc mà trở thành một con người mà trở thành bậc thánh hiền chứ không phải chuyện giỡn đâu nghe quý vị nên từ nơi đó mình đừng dội vàng phỉ bán người khác tu hành hãy nhìn lại mình đi hãy nhìn lại lỗi lầm của mình mà hoàn chỉnh và sửa đây là cái đặc biệt nhất nó nên, nên những đứa thấy rằng cái cách tu này rất là hay mà bây giờ đậu tràng khắp nơi nơi người ta đang phát động chương trình tu này mà những đức nó càng mở rộng ra trong nước ngoài nước Mở rộng ra Thì cái phương pháp niệm Phật tu tập này nè nó nó Cái tâm thiện mà nó phát lên rồi Là từ từ quý vị coi Cái kiếp nạn nhân sinh được quá giải nhiều lắm Nó quá giải dữ lắm Rồi lây quay tới lễ viết Đức Phật A Di Đà Năm nay bị chuẩn bị đèn mông sen đi đó. từng nhóm từng nhóm từng nhóm tập trung lại cầm đèn mông sen như hồ hồ cách trước á cái, cái cái lễ đó hay lắm cái lễ đó đẹp lắm ừ. Người ta không biết Chứ cái lễ đó là cực kỳ đẹp luôn nó Nhất là cái đèn bông sen Còn nhà ai không có đèn bông sen thì Kiếm cái đèn cái đèn cây được gì đó Thấy đèn, Nguyên một cái đậu tràng này mà, mà, mà rực rỡ Không có đơn giản đâu đẹp lắm á Thấy nó rồi tu tập đồ ha rồi trước mình có cái đèn bông sen đồ ha ngay lại với đức phật đức phật ai đà từng, từng nhóm từng nhóm từng nhóm tập trung tụ nhà nào mà tập trung người ta mà tu đúng là cái nhà đó có phúc Hiểu không? Ai mà có điều kiện cắt một cái nhà Làm một cái phòng Cách âm hết luôn Trang trí thiệt đẹp Bắt mười mấy cái máy lạnh Đầu tư luôn cho chúng sanh niệm Phật mà Nó giống như ông Đức Thọ ông Đầu tư vốn vô đó hết cho người ta niệm Phật đi Ngày mà người ta niệm Phật này Ông đãi lẩu đồ mua nho mỹ Đồ về cho ăn Chàng ơi chúng sanh nó niệm Phật hồi sách cực lạc mà Đầu tư tới bờ tới bến đừng có sợ có vốn nhiều chơi sạch luôn Tại vì sao Nhưng ta niệm Phật hay là những chúng sanh sẽ làm Phật Còn mấy đứa con nít mà niệm Phật giỏi kiểu này nè Mấy đứa này đáng khen không? Người lớn phải khen mấy đứa nít này Tại vì sao Nhỏ mà nó giỏi quá Nó như nhóm Diệu Minh hay Mấy đứa nít này giỏi thấy chưa nó, nít mà thiết là giỏi Lễ Phật đồ ngoan đó không Vậy là đặc biệt cái lắm nên những đức nó từng nhóm từng nhóm tu ai mà lợi nhà mình tu nghe phải đầu tư cho người ta tu sống là phải như thế nào lẩu đồ ăn đồ cho ngon nên lựa dạy người nấu ăn cực kỳ ngon nấu mà ăn một lần nhớ hoài luôn phải gì đó phải đại những chúng sanh mà sẽ về thế giới cực lạc này nghe quý vị cứ nhiệt tình mà cho người ta ăn đi người ta ăn thì còn mình ăn thì hết quý vị thấy ngày xưa mà những đức mà ở trong chùa biết thấy không đi vị đi lại chùa là thôi là quý vị ăn thả ga những đứa nói câu nói mà chắc từ xưa giờ ít ai nói đúng không ăn nhiều phước nhiều ăn ít phước ít không ăn không có phước cái gì người ta lợi chùa người ta mê lợi chùa mà nghe câu này nói là trong lòng người ta thấy nó thoải mái gì đâu Nghe không còn nếu mà mà người ta lợi cái tổ chức nào mà mình than hoài á người ta không đến nữa đâu ví dụ như giờ người ta lợi nhà bà chuyển đi Bà đứng mà mặt héo queo mà mặt nhăn nhăn bà đem có mấy miếng đồ hũ nó nhà này đâu còn gì nữa đâu bà, bà, bà đem cái nồi bà, 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 cạo sột sột xộn đố mà lần sau mà ta đến nhà bà đến Dù như bây giờ đi, đi lên nhà ông đức thọ đi bây giờ bà, bà lệ đạt thì bà, 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 bà tu hành yên bà ơi còn có mình ông ở nhà ông đầu tư hết đi nào tới chủ nhật đồ là ông đem nước nôi nước ngọt đồ mua bánh đồ mua đồ xịn gì ông đãi cho người ta ăn sạch sẽ tiền bạc đi lệ đạt ở đâu có ngó ngàn tới đâu mà lo giờ nó xả lát luôn phước báo đâu ông, 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 làm gian về thế giới cực lạc nên quý vị mới nhớ nghe như cô liên thu này người ta lại ở nhà mà tu đồ đó nghe đãi người ta ăn đầu tư nó nhiệt tình hết mình phải như vậy đó quý vị phải có tâm vậy đó thì cái phước báo này nó lớn dữ lắm mà tự nhiên tao thích là nhà mình tu năm nay mà giao thừa được nghe tại nhà từng người từng người đón giao thừa không ai đi đến nhà ai chứ năm nay giao thừa tại gia đình mình đón giao thừa ngay gia đình mình tu luôn hồi đó tới giờ chúng ta tập trung con người một một chỗ nào năm nay nghe rẻ ra là mỗi nhà phải ở nhà mình đón giao thừa ông bà cái gốc ông bà tổ tiên năm nay gầy dựng lại bắt đầu là tại gia đình tu mùng 1, mùng 2, mùng 3, 12 dục phi tu xuyên suốt mấy ngày tết luôn không được đi đâu chơi có <laughs> nghĩa là tu mùng 1, mùng 2, mùng 3 tu giữ dằn luôn 12 giờ phi đêm nào cũng tu mấy ngày đó ta sát sanh hại vật nhiều tu giữ dằn lên đến chi hồi hướng cho chúng sanh cầu nguyện cho chúng sanh được bình an năm nay nè có nhiều cái lịch trình tu mà những đức ngồi có một chỗ một ở một chỗ một tu mà nhiều cái chương trình tu ai thích vô thì vô không thích thì thôi ai đi vô niệm phật thì vô không vô đi quýnh bài chuyện quý vị Tết nhất nghe không nên, đó giờ là mình là bây giờ là bây giờ, giờ là ở một chỗ vậy nữa quý vị có mình nữa thấy không nó một mình em không tu kích liệt cái vị tính là nhiều cách cho vị tu miễn sao mà bị tu mà an lạc nha những đức thấy ngày chủ nhật mà tu xong mà gương mặt ai cũng tươi rót đó là quá tuyệt vời quý vị ơi quá hay thôi chúc quý vị an lạc nha ai dê đào phật chúc mẹ gặp cháu cực lạc quý vị ơi ai về đào phật ai về đào phật ai về đào phật tu xong mà ăn chúc quý vị ăn ngon miệng nghe ai về đào phật